Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì bên cạnh của Duy đây là cái chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450. Thì cái chiếc xe này Duy vừa mới rửa xong các bạn. Đó, bởi vì là chiếc S450 Maybach này á, thì nó vừa về bên Duy luôn, cho nên nó còn khá là dơ. Đó, các bạn sẽ thấy nè, ở trên xe còn có rất là nhiều những cái giấy tờ thông quan, những cái giấy tờ về từ nhà sản xuất đó các bạn. Đó, các bạn thấy nè ha. Đó, trên đây nó sẽ để là Made in Germany ha. Trọng lượng của xe là 2255 kg ha. Và các bạn sẽ thấy ngay cái góc ở phía bên tay phải của Duy nè các bạn, ở đây thì nó sẽ để là Mercedes-Benz Sinderfingen Germany. Đó, thì chiếc xe Mercedes-Benz Maybach này chỉ sản xuất ở một nơi trên thế giới thôi các bạn. Đó chính là cái nhà máy Sinderfingen này. Và đây là cái nhà máy mà của Mercedes-Benz lớn nhất trên toàn cầu luôn. Đó, và những cái dòng xe S-Class, những cái dòng xe Maybach thì chỉ được sản xuất ở đó thôi các bạn. Đó, thì tất cả những cái chiếc xe S-Class ở trên thế giới sử dụng luôn ha, thì đều phải sản xuất từ cái nhà máy Sinderfingen này. Ok, thì điểm qua một vòng sơ cái chiếc xe các bạn nha. Thì khi đứng trước cái phần đầu xe á, thì các bạn sẽ nhận ra đây là một chiếc xe Mercedes-Benz Maybach liền. Bởi vì cái lưới tản nhiệt này các bạn. Đó, cái lưới tản nhiệt này nó sẽ rất là khác và rất là đặc trưng của Maybach luôn. Đó, và nó sẽ rất là khác so với cái chiếc xe S-Class thông thường. Đó, các bạn sẽ thấy những cái sọc đứng nè. Thì khi mà nhìn từ xa là các bạn sẽ đoán ra đây là chiếc xe Maybach liền ha. Rất là đẹp luôn các bạn. Và đặc biệt nữa, cái phần đầu xe của chiếc xe Maybach này nó sẽ khác với cái xe S450 tiêu chuẩn. Đó là cái phần cản này các bạn. À, các bạn sẽ thấy những cái chi tiết nẹp rơm ở đây ha, rất là đẹp luôn. Và đặc biệt khi mà chúng ta nhìn cái phần đầu xe, các bạn sẽ thấy toát lên một cái sự sang trọng của chiếc xe Maybach này. Đó, bởi vì là cái chiếc xe của chúng ta có rất là nhiều những cái chi tiết mạ chrome ha, rất là sáng luôn. Đó, khi mà nhìn phần đầu xe các bạn sẽ cực kỳ ấn tượng nè. Đó, và ấn tượng tiếp theo so với cái chiếc xe Mercedes-Benz Maybach này, đó là cái phần cặp đèn này. À, đây là đèn đặc trưng của S-Class ha. Các bạn sẽ thấy có 3 sọc ở đây, cũng như là bên trong cái đèn này nó có chữ là multi-beam LED. Thì đây là cái đèn mà tiên tiến nhất của Mercedes-Benz hiện tại bây giờ. Thì ở bên trong nó có tổng cộng 84 bóng LED luôn các bạn. Đó, với những cái chip điều khiển khác nhau thì cho cái những cái ánh sáng, những cái góc chiếu mà mong muốn theo cái lập trình của cái chiếc xe này. Ok, ở đây các bạn sẽ thấy là có cái chữ Maybach nè ha. Và ở đây các bạn sẽ thấy là có hai cái nắp. Thì cái nắp này có thể là mở ra được các bạn, là bởi vì là ở bên trong này nó có một cái camera ở phía trước. Bởi vì là chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 này là sử dụng camera coi như 360 độ, camera xung quanh luôn ha. Chỗ này có thể là mở ra được. Và ở bên cạnh này các bạn sẽ thấy là cái nắp này sẽ không có thể mở ra được, bởi vì đây là một cái camera tầm xa ha. Tầm xa bởi vì là cái chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 này nó có một cái hệ thống mắt thần trong đêm các bạn. Mắt thần trong đêm hay còn gọi là Night View Assist ha. Cái tên đúng chuyên môn của nó là Night View Assist. Đó, camera hồng ngoại ban đêm nó sẽ nhận biết được thú vật với lại người đi bộ ở khoảng cách là 160m luôn ha. Thì khi mà có người đi bộ hoặc là có thú vật đi ngang đường á, thì camera tầm xa này các bạn nó sẽ nhận biết với lại camera tầm gần ở trên kính chắn gió, kết hợp cùng với lại hai cái đèn hồng ngoại ở bên trong hai cái bóng đèn này nữa, thì sẽ nhận biết được thú vật và con người của chúng ta đi bộ trong cái khoảng cách là tới 160m luôn, và nó sẽ cảnh báo ở trên cái màn hình của cái xe đó. Ngoài ra thì cái đèn pha này nó có thể là nhấp nháy để cảnh báo cho người đi bộ luôn các bạn. Đó, cực kỳ an toàn luôn ha. Thì nếu mà các bạn mà có trải nghiệm cái chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 này ở những cái đoạn đường mà không có bóng đèn đường á, thì các bạn sẽ trải nghiệm được cái tính năng mà Night View Assist đó, hay còn gọi là mắt thần trong đêm. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi sang bên hông của chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 này. Thì các bạn sẽ thấy là đây là cái bộ mâm rất là đặc trưng của dòng xe Maybach ha. Đó, đây là bộ mâm 20 inch đa nang. Đó, các bạn sẽ thấy nè. Và được sơn cái màu sơn coi như là giống như là màu chrome các bạn. Cho nên là chúng ta sẽ nhìn thấy có một cái sự ánh kim, cũng như là nhìn nó rất là đẹp luôn ha. Đó, và đây là cái lớp xe Runlat. Đó, lớp xe Runlat thì các bạn sẽ biết là chạy nó sẽ an toàn hơn, bởi vì là nó sẽ không có trường hợp là bị nổ, mất áp suất đột ngột ha. Ở đây có chữ Runlat nè. Và đối với cái chiếc xe Maybach S450 đợt này về á, thì các bạn sẽ thấy là nó sử dụng
lốp xe của Goodyear. Thì tùy vào đợt thôi các bạn, cái thương hiệu lốp xe này nó sẽ tùy vào đợt thôi. Có lúc thì Di thấy là Goodyear, có lúc là Di thấy là Pirelli ha, thì nó sẽ không cố định ở cái thương hiệu này. Đó các bạn sẽ thấy không, rất là đẹp luôn. Và ở bên ngoài có rất là nhiều những anh chị đang đi cái mẫu xe S-Class tiêu chuẩn và coi như là thay lên cái bộ mâm này. Đó, nếu mà thay bộ mâm này thì các bạn nhìn thấy rất là giống chiếc xe Maybach ha. Ok, và tiếp theo ở đây các bạn sẽ thấy có chữ Formatic nè. Đó, Formatic thì đây là một cái điểm khác biệt giữa cái chiếc xe Mercedes-Benz Maybach so với lại cái chiếc xe S450 thông thường ha, là chiếc xe Maybach này sử dụng hệ thống vận động 4 bánh toàn thời gian, cho nên các bạn sẽ thấy là logo Formatic ở đây. 4 bánh toàn thời gian ở nghĩa ở đây là các bạn 4 bánh xe của chúng ta đều có thể là quay chủ động được hết ha. Và cái tỷ số truyền của bánh trước và bánh sau thì được cái chiếc được nhà sản xuất á, họ sẽ phân bố ở tỷ lệ là 55 ở phía sau và 45 ở phía trước. À, và cái tỷ lệ này nó cũng sẽ biến thiên luôn các bạn nha. Ok, và ở đây các bạn sẽ thấy là có một cái camera ở đây ha. Thì cái gương chiếu hậu của chiếc xe Maybach S450 này thì các bạn sẽ thấy được là thiết kế nó giống như những cái mẫu xe khác của Mercedes-Benz thôi, nó cũng sẽ tương đồng thôi các bạn. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi tới một chút xíu nữa ha. Ở đây, đây là một cái điểm mà rất là đặc biệt trên chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 ở cái phần cái cửa này. Đó, và đây cũng là cái điểm mà nhận biết còn hầu như là duy nhất. Đó, hầu như là duy nhất luôn. Nếu mà chiếc xe S450 Luxury các bạn có thể là gắn những cái logo hoặc là thay cái mâm này, hoặc là các bạn có thể là độ cái cột chữ B này mạ chrome, nhưng với cái phần cửa này thì các bạn sẽ thấy là không thể nào mà các bạn độ chế được cái cửa này ha. Đó, đây là cái cửa của chiếc xe Maybach thì các bạn sẽ thấy nó rất là khác so với những cái chiếc xe thông thường, bởi vì là cái chiều dài của chiếc xe Mercedes-Benz Maybach này nó lên tới tầm 5,5 m luôn, cho nên cái cửa này nó sẽ được thiết kế là vuông. Thiết kế là vuông bởi vì là khi mà các bạn biết là cái cửa vuông như thế này á, thì khi mà chúng ta đi vào đi ra ở bên trong cái nội thất của chiếc xe này cũng các bạn sẽ thấy rất là tiện lợi luôn. Nè các bạn sẽ thấy không? Đó, đây là một cái điểm rất là khác so với những mẫu xe khác nè. Đây, cái cửa của chúng ta thẳng mép đây luôn. Cho nên là khi mà chúng ta bước vào bên trong xe các bạn, chỉ bằng bước vào là coi như là nó sẽ vào luôn thôi. Chúng ta sẽ không cần phải là ưỡn người hay là khó khăn gì hết ha, rất là dễ luôn. Bước vào một cái là coi như là đã xong rồi. Đó, bởi vì cái cửa chúng ta nè, các bạn thấy ha. Đây, và đặc biệt nữa các bạn, khi mà các bạn ngồi vào bên trong của cái chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 này, thì khi mà chúng ta ngồi vào á, thì rất là riêng tư luôn. Có thể là bên ngoài á, mọi người khi mà đang đi đường á, các bạn sẽ không thấy người ngồi bên trong luôn ha. Rất là riêng tư bởi vì là cái cột này nó sẽ che chúng ta lại rồi. Đây, đó các bạn thấy không? Đó, đây là một cái điểm mà cũng là rất là sang trọng trên chiếc xe Mercedes-Benz Maybach nè. Ở đây các bạn sẽ thấy có một chữ Maybach ở đây nè. À, cái chiếc xe này á các bạn, do là nó mới về bên Di luôn cho nên là những cái phần keo này nè, các bạn sẽ thấy là còn giữ nguyên nè. Thấy không? Ngoài ra là các bạn sẽ thấy ở bên trong xe nó có những cái túi này. Thì đây là cái túi hút ẩm các bạn. Đó, cái túi hút ẩm ha. Đó, những cái chiếc xe mà được vận chuyển từ nước ngoài về á, thì nó sẽ có những cái túi hút ẩm này. À, đây là những cái túi hút ẩm nè. Thực ra là với chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 này thì Di cũng đã giới thiệu ở những cái mẫu xe trước rồi, cũng rất là lâu rồi. Đó, thì trước đây thì do là Di tự quay á, cho nên là về cái chất lượng video clip cũng như là âm thanh đó các bạn, nó không có tốt á. Cho nên là bây giờ là Di sẽ quay lại rất là rõ hơn, cận cảnh hơn để cho các bạn xem chi tiết hơn ha. Đối với cái khoang trước á, thì một lát Di sẽ nói sao ha. Và đặc biệt cái chiếc xe Mercedes-Benz Maybach này á, thì mình phải nói nhiều hơn ở cái khoang sau này. Đó, các bạn sẽ thấy là cái khoang sau này nó chỉ có là hai ghế thôi. Và ở đây nè sẽ có một cái chỗ mà để chúng ta là để được những cái cốc nè. Đó, những cái chỗ này là các bạn để được hai cái ly champagne nè các bạn. Thì cái ly champagne này á, thì nó còn nguyên kiện ở trong cái phần ở phía sau của chiếc xe á, cho nên là Di sẽ không có khui ra được ha. Nhưng mà chỗ này là cái chỗ mà để chúng ta để cái ly champagne nè. Đó, nó sẽ giữ cái cốc của chúng ta là bạn. À, các bạn thấy không? Chỗ này thì các bạn sẽ thấy là nó có hai cái chỗ để cốc nè. Đó, thì chỗ này là các bạn sẽ thấy là ánh sáng màu xanh á, là nó sẽ làm lạnh ha, và ánh sáng màu đỏ nó sẽ làm nóng. Đó, chúng ta uống những cái ly cà phê giấy á,
hoặc là đó những cái ly cà phê nhựa hoặc là những ly cà phê bằng giấy á, các bạn sẽ phải để ở đây thì nó sẽ giữ được cái nhiệt độ của ly cà phê của chúng ta ha, rất là hay luôn. Đó, ở đây thì chúng ta sẽ đóng lại bằng cách này, mở ra đó. Và ở đây thì chúng ta có thể là điều chỉnh được cái máy lạnh của chiếc xe nè các bạn. Đó, máy lạnh nè, máy lạnh hai bên nhiệt độ khác nhau luôn các bạn nha. Đó, chúng ta có thể chỉnh nhiệt độ ở đây. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là có một cái logo MyBag trên cái chỗ để tay nè. Đó, rất là đẹp ha. Chất liệu da rất là cao cấp luôn. Những cái đường chỉ các bạn thấy mai nè, thấy nè, rất là sắc sảo luôn, cực kỳ thẳng tắp luôn các bạn. À, rất là đẹp luôn. Hầu như là với cái nội thất của chiếc xe Mercedes-Benz MyBag này, các bạn sẽ không có tìm ra được một cái chỗ nào mà có thể là cảm thấy là nó không ưng ý hết, không ưng mắt hết. Bởi vì nó làm cực kỳ sắc sảo luôn các bạn. Và đặc biệt ở đây các bạn, đây là một cái điểm mà coi như là phải nói không thể bỏ qua trên chiếc xe Mercedes-Benz Maybach nè. Đó, đây là một cái bàn gấp để chúng ta làm việc ha. Đó, các bạn thấy không, rất là sang trọng luôn. Đó, và cái này chúng ta có thể điều chỉnh được nè các bạn thấy không. Và ở trên cái bàn gấp này các bạn cũng được bọc da chỗ này luôn nha các bạn. Đó, chỗ này là bọc da luôn ha, rất là đẹp luôn. Đó, và khi chúng ta gặp lại là chúng ta sẽ gặp lại như thế này. Rất là đẹp, rất là sang. Thì ở đây thì chúng ta có thể để được một cái iPad hoặc là một cái MacBook nhỏ các bạn, MacBook Air nó nhỏ nhỏ, mấy cái máy tính mà dạng mấy cái notebook nhỏ thôi ha, thì các bạn sẽ để ở đây được. Ok. Đó, bây giờ Di sẽ gặp lại như thế này các bạn. Đó, gặp lại như thế này. Và đứng lên như thế này và để xuống như thế này. À, thì sẽ có hai cái bàn gấp làm việc ở bên đây các bạn nha. Bên đây thì cho người ngồi bên đây. Ở trong cái học để tay này thì ngoài có cái bàn gấp làm việc thì chúng ta sẽ thấy ở bên trong này nó sẽ có là hai cái USB nè. Các bạn thấy không? Và một cái cổng HDMI để mà chúng ta có thể kết nối được cái điện thoại của chúng ta để mà xem trên màn hình giải trí của xe nè. Ok, thì đối với cái chiếc xe Mercedes-Benz S450 thông thường á, thì ở trong cái học này đó thì chúng ta sẽ chỉ có là USB hoặc là cái này thôi, sẽ không có cái bàn gấp làm việc này. Ở đây thì là một cái chi tiết cũng rất là hay các bạn. Đây là cái tủ lạnh. Đó, thường chúng ta rất là ít thấy những cái chiếc xe hơi mà được trang bị tủ lạnh. Mình không biết cái tủ lạnh nó to hay là nhỏ các bạn, nhưng mà xe có trang bị cái tủ lạnh là cực kỳ cao cấp. À, các bạn thấy đây nè. Các bạn biết chỗ này để chỗ gì không các bạn? Đây là hai cái chỗ mà để chúng ta để hai cái cốc champagne bằng bạc nè. Đó, khi mà chúng ta không dùng thì chúng ta sẽ để ở đây, và khi mà chúng ta dùng thì chúng ta sẽ lấy ra ha. Đó, đây là cái chỗ nè. Chỗ này thì được bọc bằng da lộn nè. Đó, và cái da lộn này là da lộn màu đỏ đô các bạn, rất là sang ha. Đó, khi mà cái ly của chúng ta để vào đây thì nó sẽ vừa kích vô lên trong đây luôn. Đó, và đặc biệt thì không có cái ly nào mà có thể để vào đây được ha, ngoại trừ cái ly của chiếc xe Mercedes-Benz Maybach này được thiết kế theo đúng kích thước của xe. À, một lát nữa đi ra phía sau Di sẽ cho các bạn xem cái ly bằng bạc ha. Ở đây thì sẽ có cái chi tiết là cái tủ lạnh nè các bạn. À, tủ lạnh nè. Các bạn thấy không? À, cái tủ lạnh này thì cái thể tích của nó là 8,5 lít các bạn ha. 8,5 lít. Đó, các bạn có thể để được hai chai champagne luôn. Đó, được thiết kế để hai ly champagne. Đó, đóng lại. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là có hai cấp độ lạnh ha. Thì một cái đèn màu xanh đó thì lạnh ở cái mức vừa phải ha. Còn nếu mà muốn lạnh hơn thì chúng ta sẽ bấm vào hai cái đèn màu xanh ở đây. Còn nếu mà chúng ta bấm một cái nữa thì nó sẽ tắt cái đèn màu xanh, có nghĩa là tắt cái chế độ lạnh này. Đó, ở đây thì các bạn sẽ thấy là có một cái hộc để đĩa nè. Đó, thì với cái chiếc xe Mercedes-Benz Maybach hoặc là cái chiếc xe S450 á, thì sẽ ở đây là được trang bị cái đầu đọc Blu-ray luôn các bạn. Các bạn biết rồi ha, cái đầu đĩa Blu-ray á, thì nó đọc được những cái loại đĩa chất lượng cực kỳ cao luôn. Cho nên là nếu mà chúng ta mà sử dụng những cái đĩa Blu-ray để mà nghe nhạc hoặc là xem phim với cái dàn nhạc mà Boommaster 26 loa công suất là 1590W này á, thì thực ra nó các bạn nó giống như là một cái rạp hát mini luôn. Cực kỳ đã luôn các bạn. Thì Di đảm bảo luôn những cái anh chị và các bạn nào mà bị nghiện âm thanh ha, nghiện âm thanh, nghiện nghe nhạc ha, thì với cái chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 này với cái hệ thống âm thanh là Boommaster
26 loa 1590W này thì Duy nghĩ là tất cả những cái đôi tai mà khó tính như thế nào đi nữa thì cũng sẽ bị thuyết phục bởi về cái chất liệu âm thanh của cái chiếc xe Maybach S450 này. Đó, ngoài ra thì để mà cái dàn âm thanh đó mà nó phát huy hết những cái tính năng của nó ha, thì ngoài cái chất lượng của cái đĩa ha, ngoài cái pha nhạc của chúng ta phải chất lượng cao, thì cái việc cách âm của chiếc xe Mercedes-Benz Maybach này cũng phải nói tới để làm cho cái dàn âm thanh này, làm cho cái chất lượng âm thanh này nó trở nên là coi như là tuyệt vời nhất có thể ha. Thì Mercedes-Benz đó bạn, Mercedes-Benz nói cái chiếc xe, cái không gian ở bên trong cái chiếc xe Mercedes-Benz Maybach này có thể nói là nơi yên tĩnh nhất trên thế giới ha, nơi yên tĩnh nhất trên thế giới đó. Bởi vì là họ muốn nhấn mạnh ở đây là với cái sự cách âm của chiếc xe Mercedes-Benz Maybach này có thể nói là số 1 trên thế giới hiện tại bây giờ luôn ha. Thì bằng cách là khi mà các bạn trải nghiệm chiếc xe Maybach trên đường này thì hầu như là cái âm thanh bên ngoài, những cái không gian ở bên ngoài nó tách hẳn với lại không gian ở bên trong này luôn. Khi mà chúng ta vào, các bạn hình dung là chúng ta đi làm một ngày mệt mỏi ha, rất là nhiều cái áp lực, rất là stress luôn. Thì khi mà buổi chiều tối chúng ta lên chiếc xe, chúng ta trở về nhà, thì đây cũng có thể nói là một cái nơi mà để chúng ta thư giãn. Đó, khi mà chúng ta mở nhạc lên, chúng ta nhìn đường phố ở ngoài đường ha, đang rất là nhốn nháo nhưng mà bên trong xe này của chúng ta cực kỳ yên lặng, cũng như là cái chất âm thanh mà chúng ta mở nhạc nghe thì nó quá là tuyệt vời luôn các bạn. Thì Duy cũng chia sẻ với các bạn luôn, thì có rất là nhiều những anh chị khách hàng của Duy đã từng sử dụng những cái chiếc xe S-Class hoặc là những cái chiếc xe Maybach. Thì những cái lúc mà những anh chị khách hàng đó căng thẳng các bạn, hoặc là cảm thấy stress á, thì thông thường là sẽ lên xe và mua một ly cà phê cũng như là chỉ chạy một vòng ở Sài Gòn rồi để mà xả stress thôi. Đó, đó là cũng là một cái cách xả stress luôn các bạn. Thì cái thông tin đó thì Duy nhận được cũng từ những anh khách hàng của Duy thôi. Đó, bởi vì là mình cũng chưa có trải nghiệm được như vậy cho nên là mình cũng không có biết. Đó là những cái chia sẻ lại từ những anh chị khách hàng của Duy thôi. Hồi nãy thì cũng nói nhiều các bạn, thì nói nhiều những cái chuyện bên lề thôi, nhưng mà bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem lại những cái đường may, những cái thiết kế của cái ghế này ha. Đây, các bạn sẽ thấy nè, cái chất lượng da của cái xe này á, đây là cái loại da là Napa Exclusive, cho nên là các bạn sẽ thấy là những cái nhìn kỹ hơn rất là gần, các bạn sẽ thấy da nè, rất là đẹp luôn. Và các bạn sẽ thấy những cái vân ở trên đây nè. Nè, thật ra cái da này nó không phải là nhẵn bóng đâu các bạn. Các bạn sẽ thấy được sự sần sùi của nó trên này nè, các bạn thấy không? Đó, nó nhăn nhăn, nó rất là giống như là một tấm giấy mà chúng ta bị nhào đi á, nó rất là nhăn nè. Nhưng mà vô tình là những cái nếp nhăn đó nó thể hiện được cái sự mọc của cái chất liệu da này, cũng như là các bạn sẽ thấy nè, những cái ô caro, những cái ô quả chám này được đục lỗ ha, rất là sang trọng luôn. Đó, ở đây cũng vậy nè các bạn, các bạn sẽ thấy nè, đó, trên cái ghế chúng ta may rất là đẹp luôn không. Thì thực ra các bạn, đối với cái nội thất của cái chiếc xe Mercedes-Benz Maybach này á, thì chúng ta sẽ có được tới 3 màu để chúng ta chọn ở phần bên trong này ha. Thì đầu tiên là màu kem đó, màu beige, nó sẽ giống như cái màu của cái chiếc xe Maybach này các bạn đang xem. Thứ hai là màu nâu và thứ ba là màu đen. Nhưng trong 3 màu này á, thì đặc biệt Duy cực kỳ thích ở trên cái màu beige này, nó rất là sang trọng luôn các bạn. Thì có rất là nhiều anh chị khách hàng mà sợ cái màu nội thất này nó bị dơ á, nhưng mà Duy nghĩ là đối với chiếc xe Mercedes-Benz Maybach này thì chúng ta phải càng cẩn thận, phải càng giữ kỹ thì cái giá trị của chiếc xe này nó mới đúng tầm với cái giá trị của chiếc xe này các bạn. Đó, chúng ta đừng có sợ dơ trên cái xe Maybach này ha. Đó, những cái chi tiết may, những cái đường chỉ may này các bạn thấy không, cực kỳ thẳng tắp luôn. Đó, trên ghế thì được may những cái ô quả trám nè, rất là đẹp. Đó, và một điều nữa các bạn sẽ thấy là cái dây beo nè, hiện tại bây giờ là cái xe mới á, cho nên các bạn sẽ thấy là còn một cái lớp ni lông ở đây. Nhưng mà đối với cái dây beo này, đây là cái dây beo có túi khí, các bạn sẽ thấy nó rất là khác so với những cái dây beo khác nè, các bạn thấy không. Đó, đây là dây beo có túi khí các bạn nha. Khi mà chúng ta đi vào trong xe, mở cửa ra thì cái phần mà cài dây xích beo này nó sẽ được nhô lên, và khi mà chúng ta cắm vào thì nó sẽ thụt xuống. Đó, thì đây là một cái điểm, một chi tiết coi như là an toàn trên chiếc xe Maybach này các bạn. Thì để mà nói chiếc xe này nó có những cái hệ thống an toàn thì Duy nghĩ là thế này thế kia thì nó hơi dư thừa. Đó, tại vì là những cái gì mà hay ho nhất, những cái gì an toàn nhất
trên cái chiếc xe Mercedes-Benz của hãng xe Mercedes-Benz thì nó đều tích hợp trên chiếc xe Maybach này, thì Di cũng sẽ không muốn nói nhiều về những cái chi tiết an toàn và nhiều về kỹ thuật để mà như vậy thì các bạn sẽ coi như là hơi bị chán ha. Ok. À, một cái điểm nữa các bạn, rất là nhỏ nhưng mà Di cũng sẽ cho các bạn xem. Đây là một cái điểm khác biệt ha giữa cái chiếc xe Maybach hoặc là cái chiếc xe S450 so với những chiếc xe thông thường. Các bạn sẽ thấy nè, ở đây nó có chữ airbag nè các bạn. Airbag là túi khí ha. Đó, airbag là túi khí. Thì ở dưới ghế này nó có túi khí các bạn. Đó, ở dưới ghế này có một cái túi khí luôn. Đó, tại sao mà ở dưới ghế này có một túi khí? Đó, thì câu trả lời là các bạn, thì đối với cái chiếc xe Mercedes-Benz Maybach ở hai cái ghế này thì chúng ta ngã được 43,5 độ ha, để Di ngồi vào trong xe. Thì nó ngã được tối đa là 43,5 độ. Có nghĩa là khi mà chúng ta ở cái vị trí 43,5 độ là cái ghế chúng ta đang rất là ngửa, đang rất là nằm. Đó, thì trong trường hợp mà khi mà có va chạm xảy ra đi, va chạm xảy ra thông thường là cái người của chúng ta nó sẽ bị đổ dồn về phía trước. Thì cái túi khí này nó có nhiệm vụ là bung ga và để giữ người chúng ta không có bị dồn về phía trước ha. Đó, đó là một cái mà Mercedes-Benz ha, các nhà kỹ sư của chúng ta đã tính toán tới cái chuyện này luôn các bạn. Đó, đây là một cái giá trị ha, một cái giá trị rất là cao ở chính xe Mercedes-Benz Maybach này. Đó, và những cái gì mà an toàn thì những cái gì mà các kỹ sư của Mercedes-Benz họ đã suy nghĩ ra thì nhiều khi là mình hầu như mình không có nghĩ tới luôn, nhưng mà họ đã suy nghĩ ra rất là lâu rồi các bạn. Đây, airbag ha, cả hai ghế này của chúng ta đều có airbag các bạn. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là có hai cái bờ chân chỗ này các bạn nha. Đối với chiếc xe Mercedes-Benz Maybach chúng ta sẽ có hai cái ghế thương gia, chỗ này là có hai cái bờ bắp chân ha. Đây, đó. Ok, rèm điện ha, rèm điện ở đây các bạn thấy đây, rèm điện nè. Thì nói về rèm điện của chiếc xe này nó hơi bị dư thừa ha, tại vì tất cả những cái gì ở trên chiếc xe này hầu như đều sử dụng điện hết rồi. Logo Maybach ở đây ha các bạn. Ok, bây giờ Di sẽ mời các bạn ra cái khoang sau của chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 này. Thì các bạn sẽ thấy ở bên đây có chữ Maybach và ở đây là S450. Đó, nếu mà để đọc mà đúng tên của chiếc xe này á, thì các bạn sẽ đọc là Mercedes-Benz Maybach S450 chứ không phải là đọc là S450 Maybach các bạn nha, mà là Maybach S450. Đó. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là điểm khác biệt giữa cái chiếc xe S Maybach so với lại cái chiếc xe S tiêu chuẩn ha. Thì ở đây là cái bô được chia đôi ra cả hai bên luôn, và ở đây sẽ có một cái nẹp rơm ở đây. Ok. Đó, thì đó là một cái điểm mà khác biệt ở cái khoang sau, cái phần đuôi xe sau của chiếc xe Maybach so với chiếc S thông thường. Ok, bên là bên trong cái cốp xe, các bạn sẽ thấy nè, bên trong cốp xe nó không phải là quá to đâu các bạn, bởi vì đây là cái chiếc xe thương gia ha, cho nên là cái cốp xe của chúng ta không phải là quá to để đợi để coi như là vali hành lý này nọ. Đó, nếu mà các bạn mà muốn một cái cốp xe to mà để chở được nhiều đồ thì Duy nghĩ là chỉ có chiếc xe van thôi, dòng xe van thì mới chở được nhiều đồ thôi. Đó, nhưng mà đây là một chiếc xe thương gia, các bạn sẽ thấy nè ha. Ở đây là cái tủ lạnh nè các bạn. Đó, hồi nãy Di đã cho các bạn xem cái tủ lạnh rồi. Thì cái tủ lạnh này nó sẽ để ở đây, nó sẽ hơi choáng cái chỗ cái cốp xe này các bạn, nhưng mà không sao. Nếu mà trong trường hợp mà chúng ta chở hành lý nhiều hơn thì chúng ta có thể là tháo cái tủ lạnh này ra được ha, bằng hai cái con ốc chỗ này, ngóc chỗ này, cũng như là giật cái dây này ra ha các bạn ha. Đó, và đây là cái ly champagne bằng bạc nè các bạn thấy không, Maybach nè, Robust Birkin nè, Silver nè. Thì đây là một cái Robust Birkin, đây là một cái hãng mà chuyên chế tác đồ cho hoàng gia Anh các bạn. Robust Birkin, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng luôn. Duy nghĩ là hai cái ly Maybach này Duy nghĩ chắc cũng khoảng tầm hơn 20 triệu hai cái ly này. Hiện tại là đang được đóng gói rất là cẩn thận ha. Và ở bên trong cái hai cái ly này thì nó có một cái túi vải. Cái túi vải thì các bạn biết rồi, cái ly bằng bạc á, thì khi mà các bạn uống xong mà các bạn để á, thì nó hay bị đóng ten. Người ta gọi là hay bị đóng ten, nó hay bị ố á. Thì các bạn đừng có sử dụng một cái khăn nào mà để lau cái ly này hết, mà chúng ta sẽ sử dụng ngay cái túi vải, ngay cái túi vải ở bên trong này để mà lau cái khăn đó, để mà giống như sử dụng cái khăn để mà lau cái ly đó ha. Bởi vì là cái túi vải này nó được thiết kế rất là mịn. Đó, để lau trên cái ly này thì nó sẽ không bị xước cái ly. Đó, thì đây là một cái điểm mà cũng là Di lưu ý ha. Di nghĩ là chắc là thông thường là không có ai mà nhắc các anh chị và các bạn mà cái việc này đâu.
Bởi vì cái này thì Di cũng được biết, thì do là Di được học ở bên được training đó các bạn, được training ở nhà máy á, thì họ sẽ hướng dẫn như vậy. Ok, đây là những cái đồ mà đi theo xe của chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 này. Thì các bạn sẽ thấy là ở bên trong này nó sẽ có hai cái chi tiết này nè các bạn. Thì hai cái này thật ra là khi mà chúng ta hai cái logo Maybach để chúng ta ốp lên cái chìa khóa đó, hai cái logo Maybach để chúng ta ốp lên cái chìa khóa thôi. Hiện tại là cái chìa khóa đó chúng ta nó sẽ không có cái logo Maybach ở phía mặt sau của chìa khóa, thì chúng ta có thể thay vào. Ở đây là một cái lọ để chúng ta có thể là để được gạt tàn thuốc lá ở bên trong xe nè. Ha, một cái remote thôi các bạn. Đối với chiếc xe Maybach thì được trang bị một cái remote thôi. Ha, chứ không phải là hai cái remote, một cái remote thôi. Và ở đây nó sẽ có một cái lọ nước hoa. Và nước hoa này đặc biệt dành cho Maybach các bạn. Các bạn sẽ thấy ở đây có chữ Maybach nè và Agarwood nè ha. Thì đây là nước hoa trầm hương ha, nước hoa trầm hương. Đó các bạn biết rồi, trầm hương thì cực kỳ đắt tiền luôn. À, một cái lọ nước hoa trầm hương này nó sẽ đắt hơn so với lại cái lọ nước hoa thông thường. Ok, ở đây là những cái sách hướng dẫn để sử dụng xe nè. Đây là một cái hộp quà mà khi mà mua xe thì khách hàng sẽ được tặng ha. Ở đây là hai cái gói. Thì hai cái gói này các bạn biết để làm gì không? Để mà chúng ta sẽ để vào ngay cái chỗ mà bỏ chân á các bạn, nó sẽ êm hơn cho chân của chúng ta ha. Đây là hai cái chi tiết để chúng ta bỏ chân cho hai cái ghế thương gia ở phía sau. Cái thảm ha, đây là cái thảm của chiếc Maybach. Ở đây là có một cái lo nè các bạn. À, cái lo nè. Thì với cái dàn âm thanh Boommaster 26 lo này á, thì tất cả các ghế của chúng ta đều có lo súp hết các bạn. Bốn ghế chúng ta đều có lo súp và ở đây nó cũng có một cái súp nữa nè. Sướng lắm các bạn. Nếu mà chúng ta mà một người thích nghe nhạc á, thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái chất lượng âm thanh của cái xe này rất là đã ha. Ở đây thì nó cũng không có gì hết các bạn. Ở dưới cốp xe này, ở đây trống hết các bạn, không có để đồ gì. Nói chung là chúng ta để được những cái đồ lặt vặt ở đây thôi. Bởi vì là chiếc Maybach chúng ta sử dụng cái lớp xe run lát á, cho nên là cái việc mà không có bánh xe cua ở đây ha. Ok, đóng cái cốp lại. À, bây giờ Di sẽ mời các bạn đi vào khoang phía trước ha. Do cái chiếc xe cũng mới á, các bạn mới đem về từ nhà máy á, từ bên cảng giao về á, cho nên là nhiều giấy tờ lắm, trên xe tùm lum hết. Các bạn sẽ thấy nè, ghế thì được bọc lại ha, rồi chỗ này màn hình cũng được bọc lại, vô lăng cũng được bọc lại ha, cho nên là các bạn hơi khó xem một chút xíu, nhưng mà thôi Di sẽ cố gắng, Di sẽ để như thế này luôn, Di sẽ không có tháo ra nữa đó, bởi vì là khi mà tháo ra thì nó sẽ không còn mới như thế này nữa các bạn. À, thì với cái khoang phía trước của chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 này thì các bạn sẽ thấy nó cũng không khác nhiều so với lại cái chiếc xe S450 Luxury. Đó, một cái điểm mà nhận biết được cái chiếc xe này ở khoang trước thì các bạn sẽ thấy ở đây nó có chữ Maybach nè. Ngay trên vô lăng sẽ có chữ Maybach ở chỗ này ha. Đó, còn lại cái vô lăng của chúng ta nó sẽ giống như cái trên chiếc xe S450 thôi, không có khác. Và đặc biệt cái gỗ mà để ốp trên cái chiếc xe Maybach này các bạn, đây là gỗ piano lacquer đó, màu đen bóng luôn, rất là sang trọng luôn các bạn. Và đặc biệt với cái chi tiết gỗ như thế này á, thì các bạn sẽ chịu khó một chút xíu ha, chúng ta sẽ sử dụng những cái khăn thật là sạch, những khăn thật là mềm mà để lau rất là nhẹ nhàng trên cái phần mà gỗ này, bởi vì là khi mà chúng ta sử dụng những cái khăn mà không đúng hay gì nữa, có thể là làm xước cái mặt gỗ này, nó sẽ trở nên là không có đường đẹp nữa ha. Các bạn cẩn thận giùm Di cái vấn đề đó ha. Rất là sang trọng luôn, gỗ đen cực kỳ đẹp. Ở đây có chữ Maybach nè. À, ở đây thì cũng có một cái logo Maybach nè. Đó, đây là cũng là điểm nhận biết ha. Thì đối với cái trên chiếc xe S450 các bạn, thì chỗ này nó sẽ để là chữ Designer ha. Designer, còn ở đây là để chữ Maybach. Ở đây có một cái logo của Maybach ở đây. Và đặc biệt các bạn, cái đồng hồ. À, đồng hồ kỹ thuật số ở đây thì đồng hồ analog ở đây là, đây là cái thương hiệu IWC ha. Đây là một cái thương hiệu của đồng hồ rất là nổi tiếng trên thế giới ha, đồng hồ của thụy sĩ ha, IWC. À, chỉ trên Maybach thì mới được trang bị cái đồng hồ này thôi các bạn. Trần xe thì các bạn sẽ thấy được bọc bằng một chất liệu da ha, rất là giống như da lộn. Da này gọi là dinamica, dinamica các bạn, không phải là da lộn.
các bạn nhìn thấy nó rất là giống da lộn. Thì với cái chất liệu da như thế này các bạn, khi mà các bạn sờ vào các bạn sẽ thấy nó rất là mềm, rất là êm, cũng như là với chất liệu da này Duy nghĩ nó sẽ hơi dơ, dễ dơ một chút xíu, nhưng mà ở trên trần thì chắc chắn là chúng ta sẽ không có thường đụng tới đâu. Và Duy nghĩ là với cái chất liệu này á, nó cũng sẽ làm cho cái chiếc xe của chúng ta cách âm tốt hơn nữa. Đó. Rất là đẹp. Ở đây thì chúng ta có thể là sạc được điện thoại ha, kết nối điện thoại ở đây qua tính năng Apple CarPlay, sạc điện thoại không dây. Ở đây, khu vực này thì Duy cũng không có nói nhiều nữa các bạn. Đây là cái khu vực mà điều khiển trung tâm của chiếc xe này ha, nâng gầm hạ gầm ha. Chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 này thì sử dụng hệ thống treo E-matic, cho nên là các bạn có thể là nâng cao hoặc là hạ thấp cái chiều cao của chiếc xe này đó. Và đồng nghĩa với việc là cái chiếc xe S450 Maybach này thì nó sử dụng cái hệ thống treo đó, cho nên các bạn đi rất là êm ái luôn, cực kỳ êm ái, rất là sướng luôn các bạn. Khu vực này là khu vực để chúng ta điều khiển máy lạnh nè các bạn. Cái khoang trước nó sẽ như thế này thôi các bạn, nó cũng không có khác nhiều so với S450 Luxury đó. Nếu mà các anh chị và các bạn nào mà có thể là thích tự lái hay gì đó thì Duy nghĩ là với chiếc xe S450 Luxury á, thì nó quá là tuyệt vời rồi. Còn những anh chị mà chỉ thích ngồi và thích là một cái chiếc xe nó phải nâng tầm hơn so với cái chiếc xe S450 Luxury thì đây có thể là cái lựa chọn cho anh chị khách hàng nè. Một cái điểm nữa mà Duy nãy giờ Duy bỏ qua các bạn, đây là cái cửa sổ trời. Với cái cửa sổ trời này nó sẽ khác, rất là khác ở trên cái chiếc xe S-Class thông thường hoặc là tất cả những cái dòng xe khác của Mercedes-Benz luôn. Đây là cái cửa sổ trời, chúng ta có thể là thay đổi được màu. Duy thay đổi màu cho các bạn xem nha. Đó, các bạn thấy không? Khi mà Duy bấm nút một cái thì cái cửa sổ trời này sẽ chuyển sang màu tối hơn nè, cho mát hơn đó các bạn. Bấm một cái nữa thì nó sẽ sáng hơn. Đó các bạn thấy không? Ok thì thôi bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem cái động cơ một lần nữa ha, rồi chúng ta sẽ kết thúc cái clip này. Các bạn thấy không? Đây là động cơ của chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 nè. Đó, cái động cơ nó sẽ được bố trí rất là khích luôn các bạn. Đó, đây là cái động cơ là V6 3.0 lít ha. Công suất của nó là 367 mã lực ha, rất là mạnh luôn. Đó, và cái động cơ này nó sẽ kết hợp với cái hộp số tự động 9 cấp 9G Tunic của Mercedes-Benz. Đó, và động cơ của chiếc S450 Maybach này nó sử dụng là cái hệ thống là turbo tăng áp kép nha các bạn. Bi turbo là hai cái turbo luôn. Bên đây một cái turbo và bên đây một cái turbo nè các bạn. Đó, thì về cái động cơ thì Duy cũng không muốn nói nhiều nữa các bạn. Với cái động cơ như thế này thì thật ra là nó quá dư ở thị trường Việt Nam chúng ta rồi, rất là dư sức rồi ha. Các bạn, Duy mời các bạn đi camera tiến gần hơn một chút xíu nữa các bạn. Thì hiện tại bây giờ là nắng nó bắt đầu là nó nhiều hơn rồi, cho nên là các bạn sẽ thấy là đây đó, cái màu sơn của chúng ta nó rất là đẹp luôn các bạn. Đó, rất là nhiều những cái hạt ánh kim ở bên trong nè, các bạn sẽ thấy không, những cái hạt ánh kim màu đỏ đó. Đó là tại sao mà cái tên của màu sơn này là Ruby Black là như vậy ha, rất là đẹp. Ok thì bây giờ Duy xin được phép kết thúc clip tại đây đi các bạn. Thì với chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 này với cái giá là 7 tỷ 469 triệu, thì Duy nghĩ đây là một cái giá xe nó có thể nói là cực kỳ tốt luôn. Bởi vì là với mức giá là 7 tỷ 469 triệu này thì Duy nghĩ là tất cả những cái hãng xe khác đều sẽ không có một cái phân khúc nào để mà cạnh tranh lại so với cái xe Mercedes-Benz Maybach S450 này hết. Và có thể nói với cái Maybach S450 này có thể nói là một cái mẫu xe mà có thể nói là không có đối thủ so với Mercedes-Benz hiện tại bây giờ. Thì các bạn biết rồi, Audi hoặc là BMW họ vẫn chưa có một cái phân khúc nào để mà cạnh tranh so với cái chiếc xe Maybach S450 này hết. Và hiện tại cái chiếc xe Maybach S450 này với màu sơn là Ruby này thì bên Duy hiện tại là đang có sẵn để mà giao xe cho quý anh chị và các bạn ha. Nếu các anh chị và các bạn muốn biết thêm chi tiết về chiếc xe này thì các anh chị và các bạn đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Nếu các bạn thấy clip của mình hay, đừng quên bấm like và share giúp mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để cập nhật những thông tin mới nhất về tất cả những cái mẫu xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.